Họp báo U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia, thầy Gong bình luận về tấm thẻ đỏ. Huấn luyện viên Gong Okyun bình luận khi được hỏi về thẻ đỏ của Quan Văn Chuẩn. Trước tiên tôi xin chúc mừng U23 Saudi Arabia đã vào bán kết. Thực sự trong 17 ngày nắm đội, tôi chuẩn bị giải này là giải đấu đầu tiên của tôi với U23 Việt Nam. Tôi rất cảm kích vì các cầu thủ, các thành viên của đội, thực sự cảm ơn. Đội chúng tôi đã chuẩn bị cho một đối thủ rất mạnh và xác định tinh thần thi đấu không bao giờ từ bỏ. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu, thể hiện khả năng của mình ở giải đấu. Tôi chắc chắn các cầu thủ của tôi sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm tới. Trong bóng đá, bàn thắng là bóng vào lưới, không vào là không vào. Thế mới là bóng đá. U23 Saudi Arabia đã có 2 bàn. Khi đó tôi có cảm giác vẫn ổn và nói các cầu thủ đừng từ bỏ, hãy cố gắng. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì U23 Việt Nam đã không có màn trình diễn tốt hơn ngày hôm nay. Tôi hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu ở đây, hy vọng cầu thủ trở về câu lạc bộ, thể hiện để có tương lai tốt hơn. Tôi nghĩ thẻ đỏ của Quan Văn Chuẩn là đúng. Lúc đó tôi chỉ lo cầu thủ buông xuôi, nhưng họ đã không thế. Mạnh Dũng chưa từng tập làm thủ môn nhưng đã thể hiện tốt ở vai trò đó. Thực sự cảm ơn cậu ấy. Tôi khá tiếc nuối vì không thực hiện cú sút tốt hơn để ghi bàn. Các trận đấu vừa qua, U23 Việt Nam đã thi đấu hết khả năng của mình, đúng với những gì ban huấn luyện đã đề ra. Đó là những chia sẻ từ tiền đạo Lê Minh Bình.